One Audio Pro 10, tai nghe DJ bán chạy nhất Amazon, siêu bền, phần dây có thể thay thế, với đệm tai êm ái, âm thanh chuẩn Hi-Res, với nhịp bass sống động và màng loa 50mm. Mã giảm giá dành riêng cho fan của Battlecry, trị giá 160.000, được gắn tại phần comment của video. Nhắc đến những điệp viên huyền thoại của Việt Nam, bạn ấn tượng với cái tên nào nhất? Đó có phải là Phạm Ngọc Thảo, vị đại tá tài năng, với những chiến công đã lên tới tầm huyền thoại của một kẻ đã khuynh đảo cả chính trường Việt Nam Cộng Hòa? Một người mà tới khi kết thúc sự nghiệp của mình, đến ngay cả kẻ thù, những người đã sát hại ông, còn không thể biết nổi thân thế thật của ông. Đó có thể cũng là Vũ Ngọc Nhạ, ông cố vấn nổi tiếng của Nguyễn Văn Thiệu, người đã biến cả CIA và nền tình báo của Việt Nam Cộng Hòa trở thành trò tiêu khiển. Người DJ giữa làng danh sống còn, người đã chơi ván bài sinh tử với cả một chế độ, mà tới khi bị CIA lật tẩy là điệp viên của Việt Cộng, tới chính Nguyễn Văn Thiệu còn không thể nào tin nổi. Đó cũng có thể là Đặng Trần Đức, hay còn được biết đến với cái tên Bà Quốc. Và câu chuyện đã đi vào huyền thoại về vị tướng tình báo và hai bà vợ, người đã thâm nhập vào hẳn cục tình báo của chế độ Việt Nam Cộng Hòa với những nước cờ xuất quỷ nhập thần, thay đổi cục diện của chiến tranh. Nếu ví ngành tình báo của Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh đó như là một tác phẩm điện ảnh kinh điển, thì hẳn là Hollywood sẽ phải trao cho dàn nam chính trong bộ phim này nhiều hơn một giải Oscar. Mỗi nhân vật, mỗi một vai diễn đều sở hữu cho mình những trường đoạn kinh điển nhất, những màn nhập vai xuất thần và đẳng cấp. Và tất nhiên rồi, dàn diễn viên ấy không thể thiếu một vai diễn kinh điển cũng đạt tới tầm huyền thoại. Cũng như những người đồng nghiệp của mình, ông sở hữu một sứ mệnh vĩ đại, một sự nghiệp đạt tới tầm huyền thoại và vô vàn những sự thán phục của cả những người từng đứng bên kia chiến tuyến. Tên của ông được ví như cuộc đời của ông. Video ngày hôm nay, Battlecry xin dành để vinh danh ông, vị tướng Gibran huyền thoại, điệp viên hoàn hảo X6 Phạm Xuân Ẩn. Chào mừng đến với Battlecry, người kể sự. Hãng thông tấn AP của Hoa Kỳ đã từng nhận xét về Phạm Xuân Ẩn như thế này: trong lịch sử tình báo chiến tranh, ít ai thành công được như Phạm Xuân Ẩn. Suốt 15 năm chiến tranh ở Đông Dương, ông đã bước đi giữa hai thế giới, vừa là một nhân viên tình báo và vừa là một nhà báo đại tài. Để làm giỏi một trong hai công việc trên thôi đã rất đáng nể rồi. Đằng này Phạm Xuân Ẩn còn phi thường tới mức không những làm tròn nhiệm vụ của cả hai công việc đó, mà còn có thể che giấu thân phận của mình giỏi tới mức mà cho tới tận khi giải phóng, đồng đội của ông vẫn còn không tin rằng ông là người của phe mình. Còn Larry Beckman, nhà sử học, chuyên nghiên cứu về cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam, đồng thời là tác giả cuốn tiểu sử về điệp viên hoàn hảo Phạm Xuân Ẩn, càng không thể giấu nổi sự ngạc nhiên khi nói về kỹ năng điêu luyện của nhà tình báo huyền thoại Việt Nam. Điều lạ kỳ nhất là làm thế nào ông ta có thể làm được việc đó trong thời gian lâu tới vậy? Vừa là một nhà tình báo thành công, vừa là một nhà báo giỏi, ông ấy không bao giờ phải lấy cắp một tài liệu, vì ông ta là một nhà báo chuyên nghiệp và là một điệp viên chuyên nghiệp. Những người thân thiết nhất của ông ấy khi đó, đại tá Edward Lansdale và William Colby, người sau này là giám đốc của CIA tại Việt Nam, người ta luôn cho ông ấy xem các tài liệu để được lắng nghe ý kiến và phân tích của ông ấy, vì ông ấy quá thông minh. Trong thời kỳ chiến tranh Việt Nam, phóng viên Phạm Xuân Ẩn đã làm việc với mọi nhân vật có thế lực ở Sài Gòn, từ cánh nhà báo như David Hammerstein và Neil Sheehan, các nhà lãnh đạo của CIA như William Colby, cho tới đại tá huyền thoại Edward Lansdale và hàng trăm nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất của quân đội và chính quyền Sài Gòn. Thế nhưng không một ai trong số họ có một chút nghi ngờ rằng Phạm Xuân Ẩn, sau khi trò chuyện vui vẻ với mình, thì lại đem tất cả những tin tình báo chiến lược đó báo về cho Hà Nội. Những báo cáo của Phạm Xuân Ẩn nó chính xác và giá trị tới mức mà đại tướng Võ Nguyên Giáp còn phải thốt lên: giờ đây chúng ta đã có mặt cả trong phòng chiến tranh của người Mỹ. Những câu chuyện về cuộc đời tình báo của Phạm Xuân Ẩn nó khiến người ta phải thốt lên hai từ: hư cấu. Đó là một cuộc đời hai mặt, lạ lùng tới mức không thể tin nổi. Cuộc đời hoạt động tình báo đầy ly kỳ và hấp dẫn, thế nhưng cũng vô cùng nguy hiểm của Phạm Xuân Ẩn, với bí danh X6 thuộc cụm tình báo H63, sẽ được Battlecry vén màn trong video ngày hôm nay, mang tên Hóa Thần.
Phạm Xuân Ẩn tham gia hoạt động cách mạng từ đầu thập niên 1950. Đến năm 1953, ông được giao nhiệm vụ hoạt động điệp báo để tạo ra một vỏ bọc hoàn hảo nhằm xâm nhập sâu vào giới chức chính quyền và quân đội Sài Gòn. Năm 1957, Phạm Xuân Ẩn được tổ chức bố trí cho sang Mỹ học ngành báo chí. Giữa các thời buổi rối ren loạn lạc, để huấn luyện được một siêu điệp viên trung thành hoạt động trong nước đã rất khó rồi. Tìm được một người kiên trung với cách mạng sau mấy năm trời ở Mỹ lại càng khó hơn lên trời. Chẳng ai có thể khẳng định được rằng một chàng trai đang trong độ tuổi trẻ trung đó có thể trung thành với lý tưởng khi được hưởng một cuộc sống xa hoa, khác xa với những gian khổ của cuộc kháng chiến. Thế nhưng, sau quá trình dài tiếp xúc và quan sát, nhà chỉ huy tình báo chiến lược Trần Quốc Hương, người được coi là Tổng Tư lệnh Lực lượng Tình báo miền Nam, đã đánh cược sinh mệnh chính trị của mình và có lẽ là cả một phần vận mệnh thắng bại của cả cuộc kháng chiến, đặt trọn niềm tin vào chàng trai Phạm Xuân Ẩn để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Phạm Xuân Ẩn nói được tiếng Anh tốt hơn bất kỳ người nào khác, và ông cũng đặc biệt có năng khiếu về nghề nghiệp. Một trong những sức mạnh lớn nhất của người điệp viên đó là phải luôn bình tĩnh và có khả năng ứng biến tài tình, khéo léo. Từ đó phải kết giao được nhiều bạn bè, phải chơi được với mọi người để không gây bất kỳ một sự chú ý nào. Không có ai làm điều này tốt hơn Phạm Xuân Ẩn. Và đó cũng là lý do ông Ẩn là một trong những tình báo vĩ đại nhất trong lịch sử của Việt Nam. Ở Mỹ, ông Ẩn có nhiệm vụ tìm hiểu về văn hóa Mỹ, ngay cả trước khi người Mỹ can thiệp vào chính trường Nam Việt Nam. Tổ chức đã nhìn thấy sự dính líu sâu sắc của Mỹ tới Việt Nam và muốn chiến thắng được kẻ thù này, thì việc đào tạo những người có điều kiện như Phạm Xuân Ẩn có thể làm việc được với cả người Mỹ với trình độ phù hợp yêu cầu của người Mỹ là điều vô cùng quan trọng. Và lịch sử đã cho thấy đây là một trong những quyết định đúng đắn nhất, vì thất bại của người Mỹ trong cuộc chiến hơn 20 năm tại Việt Nam cũng đến từ việc họ không hiểu về đất nước này. Và có lẽ Phạm Xuân Ẩn là người học trò mà Trần Quốc Hương sau này tự hào nhất. Sau khi du học trở về, Phạm Xuân Ẩn khi này đã hội tụ đầy đủ các yếu tố và điều kiện lý tưởng cho hoạt động tình báo chiến lược. Một anh phóng viên có kiến thức uyên thâm, am hiểu sâu rộng, vừa thông minh, cường trực, lại có tài ngoại giao thượng thừa, vừa lãng tử, hào hoa, hài hước, thế nhưng cũng rất ngang tàn với một phong thái thượng lưu, thừa hưởng những nét văn hóa được đào tạo chính quy tại Mỹ. Phạm Xuân Ẩn là người Việt Nam duy nhất được một tờ báo Mỹ là tạp chí Time tuyển dụng và cho hưởng những quy chế phóng viên đầy đủ, chứ không phải chỉ là những trợ lý người địa phương cho các nhà báo Mỹ từ New York được cử tới đưa tin về chiến tranh. Ông thực sự đã trở thành một ký giả có tên tuổi. Khắp Sài Gòn ngày đó, ai ai cũng biết tới cái tên Phạm Xuân Ẩn, chỉ là không có một ai biết rằng ông sau này còn là một vị thiếu tướng, anh hùng lực lượng vũ trang của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Nghề phóng viên đã hỗ trợ rất nhiều cho nhiệm vụ tình báo thầm lặng của Phạm Xuân Ẩn. Vừa làm báo, vừa làm tình báo, đây là một chiếc mặt nạ hoàn hảo, thế nhưng cũng là một nghịch lý điên rồ. Hoàn hảo ở chỗ, nghề phóng viên có rất nhiều điểm tương đồng với nghề tình báo. Đó là đều cần phải đi nghe ngóng thông tin và tìm kiếm những thông tin thực từ những tin đồn, moi móc thông tin. Đối với Phạm Xuân Ẩn, hai công việc này chỉ khác nhau ở chỗ ai sẽ là người đọc báo cáo của ông mà thôi. Thế nhưng nó cũng là một nghịch lý ở chỗ nghề tình báo thì cần phải che đậy thân phận kỹ càng, còn nghề nhà báo thì lại phải công khai. Còn chưa kể các ký giả ngày đấy thì luôn bị an ninh theo dõi vô cùng sát sao. Nếu không may bị phát hiện thì không chỉ mất mạng mà còn khiến cho toàn bộ mạng lưới tình báo mất nhiều năm gây dựng, có khả năng bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Tình thế lúc nào cũng như cá nằm trên thớt. Sở dĩ an ninh theo dõi sát sao nhà báo như vậy là bởi vì xã hội miền Nam khi đó vốn đẩy dậy những biến cố. Hàng chục vạn lính Mỹ và chư hầu đổ vào đây. Nạn gái điếm bùng phát tới nỗi mà Thượng nghị sĩ William Fulbright, trưởng ban đối ngoại Thượng viện Quốc hội Hoa Kỳ, đã phải nói rằng người Mỹ đã biến Sài Gòn thành một nhà chứa khổng lồ. Trên tờ Le Monde của Pháp có bài viết về một Sài Gòn ngập ngụa trong ba làn sóng, đó là bán dâm, tham ô và nạn chợ đen. Người ta nói rằng chính phủ Nguyễn Cao Kỳ thành lập một công ty kinh doanh nghề mại dâm. Còn Tổng trưởng Bộ Xã hội thì khoe nghề mại dâm phát triển tới mức đã trở thành một trong những nghề có tổ chức tốt nhất. Và đó là lý do vì sao mà an ninh lại rất sợ các ký giả phản ánh về hiện thực xã hội. Trong tình hình đó,
Riêng chỉ là một nhà báo, ông Ẩn đã phải lặn sâu vào mọi giới trong xã hội. Phạm Xuân Ẩn có một vòng tròn quan hệ vô cùng rộng rãi. Ông không chỉ quen với đám xỉ kè, nghiện hút, tới độ qua xem họ hút chích trên đường lề lài, mà còn chơi với cả các ông trùm chất cấm, những cô gái bán hoa, những vũ nữ. Không chỉ dân xỉ kè nghiện ngập, có thể ba hoa chém gió với ông, ngay khi người ta vừa tiêm thuốc, các cô kỹ nữ thì kể với ông nhiều chuyện về cuộc sống, về những lần đón khách cho ông nghe. Và từ những người này, Phạm Xuân Ẩn đã moi móc được vô vàn tài liệu để viết bài. Dù là một nhà tình báo, thế nhưng Phạm Xuân Ẩn lại chưa bao giờ nói dối về diễn biến của cuộc chiến tranh Việt Nam. Ông làm nhà báo vô cùng nghiêm túc, và đó là lý do mà không ai có thể nghi ngờ ông. Từ vai trò nhà báo, Phạm Xuân Ẩn đã dần dần thâm nhập và trở thành bạn tri kỷ với các tướng lĩnh, những trùm an ninh mật vụ của cả Mỹ và Sài Gòn. Giới báo chí Việt Nam Cộng Hòa và Mỹ, cũng như giới chính khách chóp bu của chính quyền Sài Gòn, để khai thác những tin tuyệt mật mang tầm chiến lược cho cuộc đối đầu của Bắc Việt với chính quyền Mỹ Sài Gòn. Tình báo thông thường đều sẽ đi theo hướng leo cao, lùa sâu. Thế nhưng Phạm Xuân Ẩn thì lại không cho rằng như vậy. Ông hiểu rằng tình báo trèo cao, leo sâu tới cỡ nào thì đều có những sự hạn chế nhất định. Và chính vì thế, Phạm Xuân Ẩn muốn che đậy thân phận của mình bằng cách cơ bản nhất. Đó là biến bản thân mình trở thành một nhân vật đáng tin cậy nhất. Với tư cách là một nhà báo được kính trọng, đang làm việc cho tạp chí Time, Phạm Xuân Ẩn đã dễ dàng đi lại khắp Sài Gòn. Thế nhưng để có thể tiếp cận được với các nhân vật chóp bù thì cần nhiều hơn vậy. Nhận thấy được điều này, ông Ẩn đã xây dựng cho mình hình ảnh của một dân chơi chính hiệu. Vào những năm 60 của thế kỷ trước, ở Sài Gòn rất thịnh hành thú chơi chim và chơi chó. Phạm Xuân Ẩn lại nổi tiếng là một người nuôi chim cảnh và huấn luyện chó giỏi ở Sài Gòn. Những con thú cưng này cũng tạo cho ông một vỏ bọc tuyệt vời trong hoạt động tình báo và mở ra cho Phạm Xuân Ẩn rất nhiều mối quan hệ đặc biệt. Người ta đã quen với chiếc xe nhỏ của tay ký giả chuyên đi viết về chiến sự, có mặt tại khắp nơi, tự lái và luôn chở theo một con chó lớn đi cùng. Hoặc là người ta cũng thường thấy ông dẫn chó đi dạo. Thế nhưng chẳng mấy ai để ý, Phạm Xuân Ẩn có thể huấn luyện được con chó, có thể đi tẻ đúng chỗ mà ông chỉ định. Và chỗ con chó dừng lại đi tẻ cũng là nơi mà ông chọn đặt hộp từ bí mật để liên lạc với tổ chức. Đây là một con chó quý của một nhà tư sản Pháp tặng cho tướng Nguyễn Cao Kỳ, khi đó đang là chủ tịch Ủy ban Hành pháp, tương đương với chức thủ tướng. Ông Phạm Xuân Ẩn rất thích con chó này vì ông đánh giá rằng nó rất khôn, sau khi huấn luyện có thể giúp ông được nhiều việc. Ông đã lập kế bàn với người quản lý chó trong Dinh Độc Lập, làm cho con chó ấy bị ốm và ghẻ để rồi bị loại. Đổi lại, ông Ẩn phải tặng cho người đó 3.000 đồng, tương đương với cả một cây vàng. Con chó bị thanh lý và trở về tay ông Ẩn. Sau thời gian về nuôi, chăm sóc tốt, con chó đã trở lại khỏe mạnh như bình thường. Nó rất đẹp và nhanh nhẹn, đi đâu ông Ẩn cũng mang chó theo. Nhìn con chó oai phong, ai cũng nể phục chủ nhân của nó. Và danh tiếng của ông thì lại càng vì thế mà lan rộng. Chưa kể mỗi khi vào nhà hàng, Phạm Xuân Ẩn chỉ cần nói đứng là con chó sẽ đứng lại, hay chỉ cần ông di chuyển là nó lập tức đi theo. Nó vô cùng khôn ranh, mọi cử động đều nghe theo lời của chủ. Người khác nhìn vào chỉ biết ngưỡng mộ. Sau này khi biết về giống chó béc dê của Đức, ông đã bán con chó đó đi để mua một con béc dê khác được đem từ Mỹ qua. Nó cũng tinh tường một cách đặc biệt. Con béc dê mua từ Đức cũng nổi tiếng thuộc hàng số 1 Sài Gòn, với giá 30 cây vàng. Khi ông ngồi trong nhà làm việc, có bước chân ai đó cách xa vài trăm mét, nó đều khều chân cho chủ biết. Ban đêm, khi ông Ẩn ngồi sao chép tài liệu, phim ảnh, khi có người lạ, nó sẽ trồm dậy và sủa báo. Những đêm mà Mỹ đem máy bay B-52 giải bom ở xa tận ngoài chiến khu, đất nền rung rất nhẹ, thế nhưng nó đã sủa khi chưa có ai cảm nhận thấy. Mãi sau khi nghe nó sủa rồi, phải cố ý lắm thì mới thấy cửa rung. Con chó cũng thường ngồi sau xe ông Ẩn trong mỗi lần đi liên lạc. Mỗi khi ông vào những cửa hàng như quán cà phê ruột Givran, con chó sẽ thường được lệnh ngồi chờ ngoài xe. Nó có thể tuân lệnh ngồi yên như vậy, chờ từ 1 tới 2 tiếng, cho tới khi ông chủ ra. Ông luôn đem theo nó như một người bạn thân thiết, kể cả trong những ngày Tết. Khi tới nhà các quan chức, tướng lĩnh của Việt Nam Cộng Hòa, ông cũng dắt con chó theo.
con chó cũng từng giúp ông Ẩn mở rộng những mối quan hệ thân thiết. Ông khá thân với tướng Đỗ Cao Trí, tư lệnh vùng 3 chiến thuật, vùng Sài Gòn và Đông Nam Bộ. Ông cố vấn người Mỹ cũng có một con chó. Thế nhưng chẳng biết mua giống ở đâu mà đẻ ra mấy con xấu quắc. Thế là ông ta mới xin giống chó nhà ông Ẩn. Còn béc dê của ông này lại cho ra một đàn con rất đẹp. Và thế là mấy ông cố vấn đó mừng lắm. Và nhờ vậy mà tiếng thơm cứ thế đổ xa. Bao nhiêu quan chức từ to tới bé đều lần lượt tới xin giống chó nhà ông Phạm Xuân Ẩn. Thì thoảng thì ông lại đem mấy con chó con đi biếu người ta. Mà toàn những con đẹp, thế nên mối quan hệ của Phạm Xuân Ẩn lại ngày càng mở rộng. Những loài vật này cũng tạo ra một chiếc vỏ bọc vô cùng kín kẽ cho người điều viên hoàn hảo. Khi cần phải vào chiến khu trực tiếp báo cáo, ông có thể vắng mặt ở Sài Gòn vài ngày thì cũng chẳng một ai nghi ngờ. Khi đó thì người ta sẽ cho rằng ông sẽ đi tìm mua chim quý hoặc đang bận huấn luyện một con chó nào đó. Trong cuộc tổng tấn công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968, Phạm Xuân Ẩn có một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là đưa đại tá Nguyễn Văn Tàu, bí danh Từ Càng, cụm trưởng cụm tình báo quân sự H-63, đi nắm tình hình bố trí binh lực của quân Mỹ Việt Nam Cộng Hòa, xác định các vị trí cần tấn công. Ông đã tạo một vỏ bọc an toàn cho nhà tình báo Từ Càng, là một người đang co sóc đồn điền ở Cao Su dầu tiếng, thích chơi chim cảnh và đam mê chó. Hai người thường gặp nhau tại nhà hàng Victory. Đây là một nơi sang trọng. Các quý ông tới đây thường ngồi hàng giờ để nói chuyện về chim đẹp và chó quý. Khi vắng khách, hai nhà tình báo lại trao đổi nhiệm vụ. Các bàn ngồi thường cách nhau từ 3, từ 4 mét, nên việc nói chuyện rất thuận tiện. Và cứ như vậy, Phạm Xuân Ẩn cùng với chú chó của mình đã có một màn hóa thân hoàn hảo để tạo được một lớp vỏ bọc tuyệt vời. Tất cả những điều kiện cần thiết để kiến tạo nên một sự nghiệp huyền thoại đã được Phạm Xuân Ẩn hoàn tất. Và giờ đây, bước thứ hai của kế hoạch sẽ chính thức được thực thi, đó là kết bạn với kẻ thù. Mời các bạn cùng đón chờ trong phần 2 của series video về nhà tình báo Phạm Xuân Ẩn nhé.